Minh Đường Tử Vi xin mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8 năm nhâm dần Ngày này là ngày đinh tỵ tháng kỷ dậu năm nhâm dần và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thi Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ ký Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chú Tước vay ngũ hành ngũ hành niên mệnh xa trung thổ ngày đinh tỵ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vay nạp âm xa trung thổ kỳ tuổi tân hợi quý hợi ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với xỉu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần phá thân và tuyệt tí. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi kỷ hợi, quý hợi, quý sửu, quý tỵ và quý mùi. Tuổi xung trong tháng, tuổi tân mão, ất mão. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết sao phổ họ tốt mọi việc nhất là cưới hỏi xuất hành sao tam hợp tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao ngũ quỷ kỵ về xuất hành sao chu tức hắc đạo kỵ về nhà mới khai trương sao cô thần xấu đối với cưới hỏi sao thổ cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa an táng về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính đông và sau đây mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2023 mà các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 với bạn tuổi tí bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên án chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tìm được những cơ hội để thể hiện ưu thế của mình trong các ngành nghề như là khoa học, nghệ thuật, dịch vụ, nghiên cứu. Với bạn tuổi tí, bạn nhận được sự đánh giá cao của bạn bè, đồng nghiệp và có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai của mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tý, một số người cần mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình thì bạn cần phải quan tâm tới thế giới xung quanh của mình nhiều hơn là chỉ biết tới bản thân mình. Tạo quan hệ tốt với mọi người cũng sẽ giúp cho con đường tăng tín của bạn về sau này được thuận lợi hơn. Tức là trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người nhà lại không được như ý muốn cho lắm. Bởi hai bên thường xuyên bất đồng ý kiến với nhau, cả bạn và người ấy đều nên học cách lắng nghe và không nên giữ mãi những quan điểm cố hữu của mình về câu quyết cho bạn tuổi tý trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim thể hiện được ưu thế của mình trong công việc, tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nhận được sự đánh giá cao của bạn bè, đồng nghiệp, tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa cần phải mở rộng các mối quan hệ không nên chỉ biết cho riêng mình từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ khang khang làm theo ý của mình dễ vướng phải những rắc rối từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc vợ chồng bất đồng quan niệm với nhau Về đánh giá của bà tuổi tí trong ngày thứ năm này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 76, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu, thứ năm, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem từ vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, tỵ dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày có được vận đào hoa nở rộ. Và chẳng ai đánh giá một người độc thân có quyền gặp gỡ những người mà mình yêu thích trong ngày hôm nay tình yêu của những cặp đôi sẽ vượng sắc nhờ có được sự vun đắp của người thân bạn bè với bạn tuổi sửu bạn là người có được quý nhân phù trợ và bạn trở nên phụ lòng kéo lại hối hận cả đời bạn tuổi sửu nhé và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, một số người đang có được các tinh trả mệnh sẽ giúp cho bạn có được cơ hội trúng số, trúng thưởng khi tham gia các trò chơi may rủi sẽ giúp cho bạn gom góp được một số tiền đáng kể, nhưng việc này sẽ không kéo dài được lâu. Do đó, với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải tức thời tỉnh giấc, dù có ý định liều lĩnh tới mức nào cũng phải đảm bảo cho sự an toàn là trước tin bạn tuổi Sửu nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho hỏa vượng. Điều này cho thấy thông qua một nhân vật mới miễn nào đó khi bạn tiếp cận ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn có được cơ hội học hỏi và phát hiện ra nhiều giá trị của bản thân. Thông qua đó, bạn có thể thay đổi được quan điểm của mình về một số vấn đề nào đó mà bạn đang gặp phải nhé. Về câu quý cho bà tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, hãy thử tạo bất ngờ nhôi nhỏ cho một nửa của mình. Từ vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy nên thành thật trong mọi việc sẽ tốt hơn. Từ vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, dễ mất kiên nhẫn khi thực hiện những công việc phức tạp. Từ vi tuổi tan Sửu thuộc mệnh Thổ, tính khí thất thường khiến cho người ngoài khó hiểu. Từ vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc có được cơ may trúng số, trúng thưởng khi tham gia các trò chơi may rủi. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 96, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn. tử vi tuổi dần thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 với bạn tuổi dần bước sang ngày thứ năm này xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hỏi điều này làm cho bạn tuổi dần đang cảm thấy chưa thực sự tin tưởng vào một người nào đó thì đừng có ngần ngại đặt ra những câu hỏi trong ngày hôm nay bởi vì đối phương chưa rõ với bạn mọi thông tin và dường như họ đang cố gắng chia đậy một phần sự thật và việc của bạn chính là phải bình tĩnh để khám phá nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này với bà thứ dần lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh, điều này nhắc nhở bạn nên khiêm tốn với mọi người, hãy ngừng thuyết giảng và để cho mọi người làm những việc mà họ cho là cần thiết. Với bà thứ dần đừng có gượng ép họ, cũng đừng có lên lớp họ và khiến cho họ cảm thấy bực mình hơn về bản thân mình, bạn cần phải tập trung cho công việc của mình sẽ tốt hơn nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, điều này sẽ mang lại cho bạn đang có được những năng lượng tích cực nhờ đó mà ai đó đang ốm bệnh sẽ có được cơ hội cải thiện về sức khỏe của mình một cách nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Với những ai chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao thì lúc này cũng thấy được kết quả một cách rõ rệt khi cơ thể của mình săn chắc và tràn đầy năng lượng hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy có người muốn nghe lời khuyên từ bạn. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa quyết định vội vàng, dễ mắc phải những sai sót. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ dễ bộ dở dựa chừng khi gặp phải những điều không như ý. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc người thân không hòa hợp và thích đối đầu. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim quan tâm hơn tới cảm nhận của người khác về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 32 số 61 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu hồng quý nhân phụ trợ tuổi Mão tuổi Tuất tử vi tuổi mão thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 với bà tuổi mão bước sang ngày thứ năm này xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng điều này sẽ chứng tỏ mối quan hệ tình cảm giữa bạn và gia đình rất hòa hợp với nhau và dù khi gặp phải bất đồng ý kiến, các thành viên trong nhà cũng luôn bình tĩnh để thảo luận và tìm ra tiếng nói chung, chứ không có sự tranh cãi to tiếng nhé. Trong ngày thứ năm này, cái chuyện tình cảm giữa bạn và nửa kia cũng rất đáng ngưỡng mộ. Nhiều khi hai người có thể sẽ đoán được suy nghĩ và cảm nhận của nhau mà không cần đối phương phải cất thành lời. Và để có thể được như vậy là hai người luôn không ngừng chia sẻ mọi chuyện và không bao giờ giấu giếm bí mật nhau điều gì cả. Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có tỷ kim gây rối, điều này sẽ làm cho bạn dễ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc là đồng nghiệp ở nơi công sở. Với bạn tuổi Mão bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không để cho những lời đồn thổi hoặc là tiền tài che mắt mình mà đưa ra những quyết định sai lầm trong ngày hôm nay. Về câu quý cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, các thành viên trong nhà có được sự hòa hợp quan tâm đến nhau từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa nửa kia thấu hiểu và tâm lý vợ chồng đồng lòng từ vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ biết trân trọng tình cảm của mình mà mình đang có từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim dự vững lập trường không nên để cho những lời đồn thổi làm dao động về đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 23 số 60 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu xanh rêu màu xanh lá quý nhà phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi tử ừ, với tuổi thìn thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính tài nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn với sự cố gắng của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã được cấp trên công nhận và đánh giá rất cao về năng lực và sự cống hiến của bạn. Ngày hôm nay, với bạn tụi Thìn sẽ nhận được tiền thưởng, quản tương lai với bạn quản tín xa hơn nữa, bước tới một vị trí khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ nữa nhé. Với bạn Thủ thìn, bạn là người có lối sống tiết kiệm, chi tiêu có lý trí cũng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong khoảng thời gian này. Trong khi mọi người đang còn phải vất vả để kiếm tiền hoặc là cố gắng chắt bóp để vượt qua giai đoạn khó khăn, thì với bạn vẫn luôn có được sự dư dã, thậm chí còn có tiền để đầu tư sinh lời cho mình nữa nhé. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8 năm nhâm dần. Ngày này, theo nhị thập bát tú là ngày của sao đậu, ngũ hành mộc, đậu mộc giáo, tống hiểu, tốt nên làm những công việc như là khởi tạo, cất nhà, xây cất, các vụ việc làm thủy lợi hay là kinh doanh, giao dịch. Theo khổng minh, hôm nay cũng là ngày tốt, xuất hành, cầu tài được như ý, hội vợ được vợ. Tuy nhiên, với bà tuổi thìn, bạn cũng nên chú ý nên xuất hành theo hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn, kinh doanh, buôn bán được thuận lợi, tu và thu về nhiều tài lộc cho mình nữa nhé về câu quýt cho bà tuổi thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nhận được tin mừng trong sự nghiệp, tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ tín xa hơn trên con đường thăng quan tín chức, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc túi tiền được dư dả không phải lo trong chuyện chi tiêu, tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim làm việc nghiêm túc thận trọng ghi điểm trong mắt mọi người, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy sắp xếp công việc để tiến hành sao cho hợp lý và đánh giá của ban tổ thìn trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 19 số 74 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu xám quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi thân tuổi tỵ tử với tuổi tỵ thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày không được may mắn cho lắm. Và ngày này không phải là ngày phù hợp để cho bạn phát huy các điểm mạnh của mình. Có thể với bạn tuổi tỵ sẽ nhận ra rằng thực tế quá khó khăn và mình cần phải cố gắng hơn nữa nếu như muốn tìm được chỗ đứng cho bản thân mình nhé trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ khi đối diện với thất bại bạn không nên bỏ cuộc quá nhanh chóng mà bạn cần phải bình tĩnh để phân tích mọi việc để biết được mình sai ở đâu và cần phải khắc phục lỗi lầm như thế nào thất bại là mẹ của thành công bạn tuổi tỵ hãy tự tin là như thế nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng, điều này nhắc nhở bạn chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Và nếu có gì đó không hài lòng thì với bạn tuổi Tỵ nên tâm sự với những người đáng tin cậy ở xung quanh mình để có được phương hướng tháo gỡ hoặc là được giải tỏa phần nào những áp lực căng thẳng trong mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa nên khiêm tốn hơn, chớ nên khuya khoang về tài năng của mình. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ cần phải cố gắng hơn nữa nếu như muốn có được chỗ đứng vững chắc. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc không nên bổ cuộc một cách nhanh chóng. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim hãy luôn chú ý phân tích kỹ càng mọi vấn đề. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy không nên nóng nảy khi gặp chuyện không như ý. Vài đánh giá của bạn tử tị trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 71, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. tử vi tuổi ngọ thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi ngọ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày đón nhiều tin vui tới với mình. Với bạn thử ngoạn trong ngày thứ năm này, giao tiếp đóng vai trò là vô cùng quan trọng. Vậy thì bạn hãy cho bản thân mình cơ hội để được tương tác với mọi người nhiều hơn, chia sẻ với họ các ý tưởng của mình. Tuy nhiên, với bạn tứ ngoạn, bạn cần phải lưu ý việc truyền đạt mọi thứ phải rõ ràng, rành mạch, tránh mất thời gian cho cả hai phía nữa bạn thử ngoạn nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp ngày có họa khí vượng, điều này sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Và một phần lý do là bạn không điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp có thể sẽ làm cho trạng thái cơ thể của bạn mệt mỏi. Thậm chí là đối với những ai làm việc quá sức sẽ khiến cho cơ thể của mình suy nhược và thường xuyên bị ốm nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tử ngọ lại đang gặp được ngày có thực thần chia chở và bất cứ khi nào với bà tử ngọ chạm trán với mọi người xung quanh, hãy đảm bảo là bạn sẽ nở nụ cười thật tươi và đem đến ấn tượng tốt đẹp cho mọi người. nhờ thế mà bạn sẽ có được một ngày diễn ra thật là trôi chảy và thoải mái. Vài câu quýt cho bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tính tình hiếu thắng, không chịu được những lời kích bác, từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, tình cảm gia đình hài hòa, vui vẻ, từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, chớ nên chỉ trích người khác dù là người thân, từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, có lời mời ăn uống thú vị từ bạn bè, từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, có niềm vui mới từ việc học một điều gì đó mới mẻ. Vậy đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 64, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dần. tử với tuổi mùi thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022. Với ba tuổi mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn đừng có ngại ngần dấn thân vào một cuộc vui nào đó khi mà bạn được mời gọi trong ngày hôm nay. Thông qua đó, với bạn sẽ gắn kết với mọi người nhiều hơn và có những phút giây thật là vui vẻ, thú vị. Bạn đừng có rụt rè, nhút nhát và đánh mất đi cơ hội của chính bản thân mình nhé. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mùi, nhờ có được thiên tài trợ mệnh, điều này sẽ giúp cho bạn có thể sẽ cải thiện được tình hình tài chính một cách đáng kể trong ngày hôm nay. Và dù bạn đang cảm thấy rằng vận may đang tới, cửa tháng xong lên, thế nhưng bạn cũng cần phải cố gắng tỉnh táo để nhận diện được những rủi ro tiềm tàng ở bên trong nó nhé. Cùng với đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi mùi lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh dự báo cho bạn Các chuyện tình cảm của bạn đang được cải thiện một cách rõ rệt, nhất là đối với những người đang còn độc thân sẽ có được cơ hội tìm thấy người phù hợp để cùng chia sẻ ngọt bùi, hứa hẹn tình yêu sẽ nảy nở lớn dần lên giữa hai người nữa nhé. Về câu quýt cho bà tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, từ vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim gặp nhiều may mắn khi có nhiều người giúp sức, từ vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy có được cơ hội gặp được người chung lý tưởng, từ vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa nhận thấy được sự chân thành từ người bạn của mình, từ vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ chỉ nên nói lời hay ý đẹp trong ngày hôm nay, từ vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc vượn vận về đào hoa, các cặp đôi có được tình yêu ngọt ngào và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 91, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022. Với bản thân bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành nhị hợp trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bản tử thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng sẽ tìm được những cơ hội để phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Lại thêm, với bản tử thân đang là người được thần Phật chia chở cho nên làm việc gì hay là bắt tay vào công việc gì cũng rất thuận lợi và trôi chảy. Trong cuộc sống, với bạn tuổi thân, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn và báo đáp lòng tốt của bạn. Thậm chí là cũng sẽ có những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội đó để gây tổn hại cho bạn. Vì vậy, tốt nhất là với bạn tuổi thân nên có lòng đề phòng với mọi người sẽ tốt hơn. Ngày thứ năm này, bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có họa khắc với kim, cho nên với bạn đang có điểm báo dễ khắc khẩu với nửa kia của mình vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống. Và khi cả hai người đều trong tình trạng nóng nảy thì tốt nhất là bạn nên tìm cách tạm dừng cuộc nói chuyện lại và bắt đầu lại khi cả hai đã bình tĩnh hơn nhé về câu quý cho bạn tuổi thân trong ngày thứ năm này tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có suy nghĩ cởi mở phóng khoáng dễ tiếp thu được những điều mới mẻ tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa công việc tiến triển được thuận lợi tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ đề phòng kẻ tiểu nhân gây tổn hại tới bản thân tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc không nên suy nghĩ quá bi quan dù gặp chuyện xui xẻo tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim vợ chồng dễ mâu thuẫn khắc khẩu Vài đánh giá của bạn Th thân trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 16 số 74 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá Tường màu trắng màu vàng kim quý nhân phù trợ tuổi tí, tuổi Thìn tuổi Tỵ tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ Dậu Sửu trạ mệnh điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày, dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và có thể trở thành người dẫn dắt giúp cho tập thể vươn tới thành công một cách nhanh hơn. Với bạn tuổi Dậu, bạn là người xứng đáng giữ một vị trí cao hơn và nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu, bạn cần phải chú ý thói quyền nối năng, cư xử quá mức thẳng thắn của mình không phải lúc nào cũng là tốt. Và khi phê bình người khác, với bạn cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, giúp cho người nghe dễ tiếp thu hơn nhé. Ngày thứ năm này, bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có họa khóc với kim. Điều này sẽ làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và con cái lại không được thuận hòa cho lắm. Có thể là vì bạn và con cái hoặc là cha mẹ mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu được nhau. Và bạn tuổi dậu, bạn cần phải dành thời gian để bình tĩnh tòa chuyện, giải tỏa những khúc mắc và bao dung hơn cho đối phương nhé vài câu quý cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy thể hiện được khả năng lãnh đạo đưa tập thể đi tới thành công từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa chinh phục được lòng tin của mọi người từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ cần phải chú ý trong cách sử dụng từ ngữ không nên tổn thương người nghe từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc người nhà chưa thực sự thấu hiểu quan hệ đôi bên không được hòa thuận cho lắm từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim tìm cách hóa giải những bất mãn ở trong lòng. Vài đánh giá của bạn thứ dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 69, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi tốt Thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem từ vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn và những người lớn tuổi trong gia đình đang rất hòa thuận. Bạn mạnh tuổi Tuất luôn tôn trọng ý kiến của những người đi tức và tích cực áp dụng vào thực tế cuộc sống, nhờ đó mà bạn tránh được nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra với mình nhé. Trong ngày thứ năm này, với nửa kia, bạn là một người vợ, một người chồng có trách nhiệm và có đi làm vất vả khi về đến nhà, bạn cũng luôn chủ động giúp đỡ nửa kia trong các công việc ở nhà. Và đây là một trong những lý do giúp cho gia đình của bạn luôn luôn có được sự hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tuất, lại đang gặp được ngày của chính tài năng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn đang có được báo hiệu có thể sẽ được thượng nóng trong ngày hôm nay nhờ những cống hiến của mình trong công việc. Cấp trên đang đánh giá rất cao về khả năng, năng lực của bạn. Đây là cơ hội để cho bạn dẫn bước lên đỉnh cao. Chỉ cần không ngừng cố gắng và tập trung vào cái đích mà mình đã đặt ra như vậy là được bạn tuổi tốt nhé về câu quyết cho bạn tuổi tuất trong ngày thứ năm này từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ là người vợ người chồng có trách nhiệm từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc quan tâm chăm lo tới các thành viên trong gia đình từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nghiêm túc trong công việc có được cơ hội được thượng nóng từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy được cấp đen coi trọng giao cho nhiều trọng trách lớn lao hơn Vài đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 84, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi hợi. tờ với tuổi Hợi thứ năm ngày mùng 1 tháng 9 năm 2022 với bạn tuổi hỏi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày xảy ra xung đột với một người nào đó khi bạn mệnh chẳng chịu nhún nhường một chút nào và đôi khi không cần phải đúng sai hay là thắng thua rõ ràng, quan trọng là mối quan hệ phải gắn kết và có được sự thấu hiểu lẫn nhau trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bạn mệnh với bạn hay lo lắng nghĩ ngợi nhiều cho nên thường xuyên mất ngủ ăn không ngon ngủ công in và để cải thiện tình trạng hiện tại thì với bạn tuổi hợi nên đi ngủ sớm hạn chế dùng điện thoại mọi tối nữa nhé ngày thứ năm này với bạn tôi hỏi dưới sự chỉ dẫn của chính ấn chứa mệnh, điều này sẽ giúp cho bạn lại có được sự tự tin hơn và điều gì đó đã thôi thúc bạn không ngừng dẫn thân không ngừng theo đuổi những đam mê của mình vậy thì ắt hẳn đây sẽ là một ngày vô cùng là ý nghĩa với bạn khi bạn đã tìm được mục tiêu cho bản thân và không ngừng phấn đấu nỗ lực vì nó về câu quýt cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, các mối quan hệ xã hội không được như ý muốn. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, hãy có trách nhiệm với việc mà mình làm, tránh đổ lỗi cho người khác. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, có ai đó không hiểu và cứ trách bạn thường xuyên. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, vợ chồng lạnh nhạt, có dấu hiệu rạn nứt. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 12, số 64, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.